Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Yên, tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà hai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở thành phố Tuy Hòa. Thủ tướng chúc anh hùng Đặng Phi Thưởng và Hồ Đắc Thạnh cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc và cuộc sống đời thường cho thế hệ trẻ noi theo. Qua các anh hùng, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh, gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Ngày mai ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ phát động Tết trồng cây tại tỉnh Phú Yên, làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Phú Yên.